Vâng, xin chào bà con và các bạn. Hôm nay trời mưa gió, rảnh rỗi, tôi lại làm video chia sẻ những cái kinh nghiệm của trại giun cuối Ba Vì tới quý bà con. Thì ở video hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà con về một cái phương pháp cho giun cuối ăn hoàn toàn mới. Nói là mới nhưng mà chắc có lẽ là mới so với một số những cái bà con mà chúng ta mới nuôi giun cuối thôi ạ. Còn cái phương pháp này thì trại giun cuối Ba Vì chúng tôi là cũng đã thử nghiệm và áp dụng được hơn 1 năm nay thì cũng thấy rằng là cái hiệu quả nó tương đối tốt. Thực sự là nó không hề so kém thua kém so với cái phương pháp mà chúng ta cho giun quế ăn nổi trên bề mặt. À xin lỗi, đây cũng là phương pháp ăn nổi, tuy nhiên thì thông thường cái cách thông thường thì chúng ta trước nay tôi cũng chia sẻ tới bà con đó là cái thức ăn chúng ta là khi chúng ta thu gom phân trâu phân bò thì chúng ta cần phải đổ vào hố vào bể chúng ta ngâm ngâm với nước để cho nó cái phân trâu phân bò nó lỏng ra cái dạng như lỏng như chảo đặc thì chúng ta múc lên cho ăn. Thì ở cái video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ tới quý vị bà con đó là cái phương pháp chúng ta là cho ăn khô, tức là cho thức ăn khô trên bề mặt sau đó thì chúng ta tưới nước. Thì quý bà con lưu ý là chúng ta cho ăn khô ở đây thì không phải là khi chúng ta cho ăn là chúng ta cần phải phơi phân để cho nó khô để chúng ta rải lên. Ăn khô ở đây là chúng ta là không ngâm nước, là khi phân trâu phân bò là bà con chúng ta thu gom xong thì chúng ta đưa vào là chúng ta rải trực tiếp ở trên bề mặt luống. Đây là như trước màn hình quý vị bà con thấy đây, đây là một số những cái điểm đấy, đây là những cái điểm mà chúng ta mà trại giun quế vì chúng tôi là cho ăn đấy. Đấy thì những cái phân bò tươi phân trâu phân bò tươi thì chúng ta thu gom về là chúng ta rải thẳng trực tiếp lên trên bề mặt luống nuôi giun như quý vị đã thấy. Thì cái cách giải thì chúng ta cũng giải điểm khoảng cách mỗi một cái mô phân nó khoảng độ 20 cm hoặc tầm một găng tay. Vì mình chúng ta không giải đặc kín trên bề mặt. Nếu mà giải đặc kín trên bề mặt thì nó sẽ tạo ra một cái núi giun nó sẽ nóng, nó không thông thoáng. Không khí oxy nó không vào và giun nó cũng sẽ bị nóng. Thì cái ưu điểm của cách làm phương pháp là cho ăn khô này thì cái tốc độ chúng ta cho ăn nó sẽ nhanh hơn là cái việc chúng ta ngâm vào bể sau đó thì múc lên cho ăn dạng lỏng kia. Thì cách làm kia thì nó cũng vẫn tốt nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn là cái phương pháp cho ăn khô này đó. Thì tôi chạy giun quế vì chúng tôi là cũng áp dụng cái cách này được hơn 1 năm nay, thấy nó hiệu quả thì cũng chia sẻ tới quý bà con để quý bà con nào đang nuôi giun quế, mới nuôi giun quế và chuẩn bị nuôi giun quế thì có thêm những cái thông tin để chúng ta tham khảo. Thì có thể là bà con vẫn cho ăn theo cái phương pháp là ăn lỏng kia thì cũng được, cũng tốt, không sao. Còn lại một số những cái bà con chúng ta cũng có thể là thử nghiệm theo cái phương pháp mà chúng tôi đã áp dụng này. Bởi vì cái cách này tôi cho ăn theo cách này thì nó cũng đã hiệu quả. Tuy nhiên thì khi việc chúng ta cho ăn khô này trên bề mặt xong thì chúng ta cần phải tưới nước để bởi vì cái việc chúng ta cho ăn khô này thì cái môi trường sống ở trong cái núm giun này nó sẽ bị khô và nó không độ ẩm nó sẽ thấp hơn so với việc chúng ta là cho ăn lỏng thì chúng ta cần phải là bổ sung độ ẩm bằng cách là sau khi cho ăn xong thì bà con dùng vòi nước thì chúng ta tưới trên bề mặt. Thứ nhất là bổ sung cái độ ẩm vào trong cái môi trường sống của luống giun. Cái thứ hai là cái phân bà con vừa cho vào thì chúng ta tưới nước thì nó sẽ ngấm cái nước này, ngấm cái nước chúng ta tưới giúp phân nó mềm hơn và để con giun nó ăn một cách dễ dàng hơn. Thì với cái cách làm này thì đó tôi vừa chia sẻ với quý bà con là nó rút ngắn cái khoảng cách thời gian, rút ngắn cái thời gian chúng ta cho ăn hơn bởi vì cho ăn cách này nó nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là tôi thấy có ưu điểm một chút nữa đó là cái cách này thì làm cho cái môi trường sống của núm giun này nó được tơi xốp hơn cái việc chúng ta cho ăn lỏng như trước kia chúng ta vẫn cho ăn. Thì khi cái môi trường sống của núm giun này nó tơi xốp hơn thì giúp cho cái trứng kén ở trong cái môi trường sống núm giun này nó sẽ nở tốt hơn đấy. Thì đó là cái cách làm mà trại giun quế là vì chúng tôi đã áp dụng hơn 1 năm nay thì thấy tương đối hiệu quả. Hôm nay là có mới có tí thời gian khi mà mưa gió không đi làm,
thì tranh thủ làm video chia sẻ tới quý bà con là như vậy. Thì hy vọng các bạn bà con xem được video này thì chúng ta có thêm những cái thông tin để tham khảo và có thể là áp dụng cho cái thay đổi cái việc cho run quế ăn ở tại gia đình nhà mình. Thì đây là cái luống này thì trại run quế về chúng tôi cũng cho run ăn được khoảng 2 đến 3 ngày thì tưới nước vào thì nó ăn rất là nhanh. Thì bà con đợi tôi để tôi đi cái tay vào và bới run lên cho bà con xem nhé. Rồi thì bây giờ là tôi bới run lên cho bà con xem. Đó. Cũng rất run rất là dày và không thua kém thì cái việc chúng ta cho ăn nổi, cho ăn lỏng trên bề mặt. Cái cách làm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Đấy. Đấy. Run khá là dày bà con ạ. Rất dày. Xem thêm bà con một cái vị trí khác nữa. Đây, vị trí này để run vừa mới ăn hết. Rất dày. Thì đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý bà con. Cảm ơn tất cả những bà con đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và xin chúc cho tất cả những bà con chúng ta nuôi run quế ngày càng thành công. Nếu quý bà con nào cần sự hỗ trợ của chúng tôi thì xin hãy gọi điện theo số điện thoại 0989 890 490 hoặc 0987 450 877. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn bà con ở những video tiếp theo. Xin chào.